nghe hoàn cảnh ấy tôi mới bảo gan đến thăm mợ để biết rõ sự thật và tìm cách giúp mợ tôi đang ở bước đường cùng không lối thoát chờ ngày chết trục mà thôi mợ đừng quá bi quan chẳng lẽ mợ không nghe gì cả sao dân tộc ta đang bước vào cuộc kháng chiến phải có độc lập mới mong thay đổi cuộc đời mợ à sao anh nói gì anh là ai chào mợ xin lỗi chắc là mợ ngạc nhiên lắm vì sự đường đổ của tôi hôm nay đến đây gặp mợ mời anh ngồi cảm ơn mợ tôi tên là trung cũng là dân phiêu bạc tứ xứ kiếm ăn theo xuồng và canh độ nhật qua ngày tôi có cảm giác chắc chắn anh không phải là người trong điền tôi chưa bao giờ gặp anh mợ ở đây có một mình suốt mấy năm qua chứng tỏ mợ là người rất can đảm hoàn cảnh buộc như vậy tôi biết làm gì hơn tôi có nghe chị em trong điền nói về cuộc đời của mợ mợ dù là con dâu nhà giàu nhưng trăm bề khổ nhục phải đời tôi kể như đã chết từ khi về làm dâu xứ bạc liêu này nghe hoàn cảnh ấy tôi mới bảo gan đến thăm mợ để biết rõ sự thật và tìm cách giúp mợ tôi đang ở bước đường cùng không lối thoát chờ ngày chết trục mà thôi mợ đừng quá bi quan chẳng lẽ mợ không nghe gì cả sao dân tộc ta đang bước vào cuộc kháng chiến phải có độc lập mới mong thay đổi cuộc đời mợ à sao anh nói gì anh là ai mợ có nghe nói tới việt minh không tôi là cán bộ việt minh đây nhưng trước hết tôi là giới cần lao Bị áp bức Và tôi đã tự cứu mình thoát khỏi hoàn cảnh áp bức đó Nhưng liệu những người bị áp bức đó Có coi tôi là người đồng cảnh ngộ với họ không Nếu không thì tôi đã không tới đây tìm mở Tôi thật không ngờ Cảm ơn anh